Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát chẳng nói hai lời, chẳng làm hai dạng. Những lời nói ra đều như pháp, việc làm đều hợp pháp. Đây là nguyên nhân gì? Ở dưới đây có đưa ra 10 ví dụ để nói rõ. 1. Ví dụ kim cang bất hoại. 2. Ví dụ sắc đẹp vàng thật. 3. Ví dụ ánh sáng mặt trời. 4. Ví dụ bốn ngọn núi tu di. 5. Ví dụ đại địa giữ gìn. 6. Ví dụ biển cả chứa nước. 7. Ví dụ tướng quân khai chiến. 8. Ví dụ luân vương hộ đời. 9. Ví dụ cây trồng lớn lên. 10. Khi mưa sinh giống. Ví như kim cang nhờ không thể hoại mà được tên, chọn không khi nào để khỏi sự bất hoại. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nhờ tu hành các pháp mà được tên, chọn không khi nào lìa khỏi tu hành các pháp. Giống như kim cang, vì nó kiên cố, không dễ gì phá hoại, cho nên được tên là kim cang, chọn không khi nào phá hoại được. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, vì tu lục độ vạn hạnh mà được tên là Bồ Tát, chọn không khi nào lìa khỏi lục độ vạn hạnh. Ví như vàng thật, nhờ có màu sắc đẹp mà được tên, chọn không khi nào lìa khỏi màu sắc đẹp. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nhờ các nghiệp lành mà được tên, chọn không khi nào lìa khỏi các nghiệp lành. Giống như vàng thật, nhờ màu sắc đẹp của nó mà khiến cho mọi người ưa thích, cho nên được tên là vàng thật, chọn không khi nào lìa khỏi màu sắc đẹp. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, vì làm tất cả nghiệp lành để lợi ích tất cả chúng sinh, cho nên được tên là Bồ Tát, chọn không khi nào lìa khỏi tất cả nghiệp lành. Ví như mặt trời, nhờ ánh sáng mà được tên, chọn không khi nào lìa khỏi ánh sáng. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nhờ trí huệ quang minh mà được tên, chọn không khi nào lìa khỏi trí huệ quang minh. Giống như mặt trời, nhờ có ánh sáng chiếu khắp thế gian, khiến cho tất cả đều được lợi ích, cho nên gọi là mặt trời, chọn không khi nào lìa khỏi ánh sáng. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, vì có trí huệ quang minh cho nên được tên Bồ Tát, chọn không khi nào lìa khỏi trí huệ quang minh. Ví như núi Chúa Tu Di, nhờ bốn ngọn núi báu ở tại biển cả cao lớn sừng sững mà được tên, chọn không khi nào lìa khỏi bốn ngọn núi. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nhờ các căn lành ở tại thế gian cao lớn vòi vọi mà được tên, chọn không khi nào lìa khỏi căn lành. Giống như núi Chúa Tu Di, có bốn ngọn núi báu ở giữa biển cả cao lớn sừng sững mà được tên, chọn không khi nào lìa khỏi bốn ngọn núi.